Anna đừng luôn đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày 26 buổi sáng, mình có vài đơn rau nữa cả nhà, đơn rau nên bạn đừng luôn đôn nhé. Cái này lá mít nha cả nhà, lá mít 1, 2, 3 cặp lá. Một bên lá một găng tay. Cây này 800k. Cây này là 800k, 3 cặp lá. Cây này 800k nha cả nhà. Thứ hai, đơn thứ hai 4 cây nhé, 4 cây đai trâu nhé cả nhà. Đây, 1, 2 cặp lá rưỡi nguyên bản, 1, 2 cặp lá rưỡi. Cái này do cháy rừng này. Lá nó bị cháy rừng, lá cứng này cả nhà. Đây cũng 2 cặp lá rưỡi. Đây là 2 cặp lá, 1 cặp lá rưỡi. Đơn này 250k nha cả nhà. Đơn này 250k này, 4 cây này, 250k. Đi vào đơn thứ ba, có 1 cây này, 2 cây này, có 2 cây khúc thứ hai, khúc thứ ba, thứ tư. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy này, cây 8, 9 hình chip này, thứ 10, thứ 10 do bị lỗi trong rừng này, bị con sâu ăn này. Là 3 cây rời này, 3 cây rời. Đơn này 300k nhé cả nhà. Đơn này là 300k này. Nên mình có 3 đơn. Ai chốt đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 nhé cả nhà. Mình tên là An nhé.